Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sáng sớm hôm nay có vẻ nắng rất là đẹp cô bác ạ. Khi mà vừa mới mở mắt ra thì thấy những ánh bình minh lên rất là đẹp luôn. Đêm đêm thì chỉ có là sương mù xuống thôi. Đấy, cái thời tiết mà cứ ủng hộ cháu Lực như thế thì cùng với đội thợ chỉ là trong chỉ cần là thời gian thôi thì ngôi nhà của ba ông cháu thì sẽ được hoàn thiện sớm hơn cô bác. Đấy, và trong thời gian thì cũng phải trong thời gian qua thì cháu Lực cũng phải nói là xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, Mạnh Thắng Quân rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để đi giúp đỡ được rất là nhiều những hoàn cảnh mà còn khó khăn ở đây. Ở đây thì những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên, có những hoàn cảnh thì có thể là không giúp đỡ được cho gia đình xây sửa lại ngôi nhà mới hơn, nhưng mà mình cũng giúp người ta có cái ăn cái mặc, như vậy là rất là tốt rồi cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hôm nay thì cháu Lực sẽ không có đi vào đường kia nữa, đi vào đường này luôn. Cháu có sợ không này? Hả? Đấy. Hai cái bạn nhỏ mà hôm nọ cháu Lực có ghi hình một đoạn, vừa nhìn thấy Lực, vừa nhìn thấy cháu Lực đã chạy luôn rồi cô bác ạ. Ui, lợn rất là to này. Nhà này có 3 lợn to. Chỗ này lợn này chắc phải độ tầm 70-80 cân nữa. Đấy, xe của Sử thì hiện tại là Sử gửi ở trên này cô bác này. Anh nhìn thấy từ từ xa lên thì thấy các anh đã chuẩn bị là đo những cái chỗ mà thu hồi nóc đấy. Tạm má, em phải ra đây. Thằng tụi em phải ra đây. À, ba thanh niên ra đây, chú cho bánh này, ra đây, thằng lớn cái ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Có mỗi hai cái rồi nhưng mà ba anh em chia nhau nhá. Xin chưa? Xin, xin ai, xin chú. Rồi. Đây. Yeah, yeah. Này. Cho em đấy. Yeah. Em này chưa biết xin đâu nhờ. Một tí mà. Bà. Có vẻ sáng sớm ra lạnh đấy nhờ. Ngồi sưởi ấm hết với nhau rồi. Thanh niên lớn luôn cái ra đây anh bảo. Ra đây anh bảo. Ra đây anh bảo. Ra đây. Ra đây xem nào. Xem nào, mặc áo số bao nhiêu anh hả? 8 à. Thanh niên kia xem nào. Thanh niên nhỏ kia xem nào, mặc áo số mấy nào? Ra đây, chú xem nào. Ôi da, lạnh thế này còn không có mặc thêm áo nào à? Hả? À? Thanh niên bé này thì... Chia bánh cho em nhá. Chia bánh đấy, đúng rồi. Hay phải nói là thời tiết ở trên vùng cao thì chỉ có là ngồi trong nhà sưởi ấm thôi các bác ạ, rất là lạnh. Hai cái bạn nhỏ mà vừa rồi cháu Lực vừa mấy ghi hình ấy các bác, bố với mẹ, bố thì đi làm xa rồi, còn mỗi mình mẹ ở nhà thôi, đi phải nói là đi rất là xa các bác, đi tận dưới Đồng Nai. Nếu mà hình như nếu mà chuyên ngồi xe là đi vào 2 đêm. Ôi ca, chào các anh nhá. Chào từ xa cho nó tình cảm anh.
Hôm nay là thu hồi được ấy anh à? Thu hồi rồi. Vâng. Đang làm giáo rồi anh. Ui sáng sớm lên thì có vẻ như khá là lạnh các bác. Thấy các anh ai cũng đều mặc cho mình những cái áo khoác mà phải nói là rất là dày rồi. Ôi. Đấy ông nọ cháu Lực với em Sử là đi chặt cây về là để làm giáo như này các bác. Đấy, hiện tại thì cái phần gọi là cái khung nhà thì đã dần hoàn thiện rồi các bác. Cháu Lực cũng nói lên những cái video trước rất là nhiều dần rồi. Hiện tại là đang để cái phần cát ở trên này khá là nhiều, thành ra là không có xây và đặt gạch lên được. Hôm nay các anh khỏe cả chứ? Các anh khỏe cả chứ? Có người hơi ốm rồi à? À buổi sáng sớm thì phải nói là rất là lạnh các bác ạ. Đây, đây thì sương gọi phủ, sương gọi là phủ hết lên rồi. Đây, đến mùa đông thì ở chỗ trên nhà Sử thì gọi là còn có tuyết đấy các bác. Đây, cháu Lực cũng muốn cùng các anh thợ là gấp rút hoàn thiện cái ngôi nhà này sớm hơn để cho bao cháu dọn về đây ở cho nó ấm áp hơn một chút. Anh Vinh đi đâu rồi anh? Anh Vinh đi ốm rồi. Anh Vinh ốm rồi à? Chú Vinh hôm nay ở nhà có việc à anh? À ở dưới khu nhà giáo Lực có một cái đám ma các bác, cho nên là hôm nay chú Bình với lại anh Vinh lại nghỉ. Nhưng mà chú Bình với anh Vinh nghỉ thì hiện tại là vẫn còn có 5 người thợ các bác, vẫn còn 5 người thợ để làm, 4 người thợ một người phụ thôi. Đấy phải nói là rất là nhanh các bác ạ. Đấy, một cái ngôi nhà như vậy thì phải nói là cánh cửa thì cũng rất là rộng rồi. Cháu Lực để làm cửa thì nó làm 2 mét. Và ở bên phần trước cái mặt tiền thì gồm có 2 cửa sổ. Cửa sổ này thì hoàn toàn là cháu Lực làm là 60 x 80 cả thôi. Di chuyển ra bên này xem anh Vinh với lại thêm một anh nữa. Anh Hai có vẻ ít nói hơn nhờ. Treo cao này không bị ủng được đâu anh nhờ. Treo cao này. Vâng. Treo cao này nếu mà có giày đi thì nó mới chắc chắn bền được. Đấy, ở đây là gọi là lên dàn giáo các bác nhé. Lên dàn giáo để mà các anh sẽ thu hồi nóc luôn. Cháu Lực cũng đọc được ở trên bình luận cô ba anh chị cũng nói rất nhiều rồi rằng là cái ngôi nhà làm mà như vậy thì phải nói là rất là kiên cố và rất là chắc chắn rồi. Đây ở phía sau nhà thì cháu Lực để thêm là 2 cái cửa sổ đó cô bác để cho cái ngôi nhà mà nó thoáng hơn. Và trước ở trên cái cửa sổ với lại trên tất cả mọi cánh cửa thì đều có cái cây mà hoa rô pin cây sang cửa cô bác. Lanh tô đúng không anh? Cháu Lực cũng lên cái kênh thay trong cái phần xây dựng này cây sang cửa gọi là lanh tô. Cháu Lực hay quên các bác. Đấy, mỗi lần cháu Lực lên thì ngôi nhà của ba ông cháu đã là một diện mạo mới khác hẳn rất là nhiều. Đấy, bây giờ nhìn lại nhìn vào trong thì thật sự ra để mà nói thì không biết là cháu Lực đang ghi hình như này có ba anh chị có theo dõi được rằng là cái ngôi nhà nó nhìn rộng rãi hơn không. Trong thời gian tới thì nếu mà đến lúc mà làm tân gia thì cháu Lực rất là mong sẽ đón cô ba anh chị cùng tất cả khán giả trên kênh Bản Em lên trên nhà của ba ông cháu cùng ba ông cháu chung vui gọi là làm cái lễ tân gia. Hiện tại thì phòng khách lúc đầu mà cháu Lực nghĩ là chỉ ngồi tầm 4 mâm thôi, nhưng mà hiện tại nếu mà bây giờ mỗi mâm 8 người là có thể ngồi được tầm 5 mâm các bác.
Hôm nay thì các anh sẽ hoàn thiện ở cái phần khung nhà với lại thêm phần thu hồi nóc. Còn chắc về đến chiều thì các anh sẽ làm cái chỗ đổ mái hiên rồi các bác. Đến chiều nay thì chắc là phải đi chặt thêm cái cây trống về rồi các bác. Bây giờ thì cây mà hôm nọ cháu Lực đi lấy về thì cũng đã, các anh cũng đã làm dàn giáo rồi. Một cái dàn giáo như các anh đây gọi là tự làm bằng tre thôi các bác, cũng rất là nguy hiểm. Làm tầm thấp thì không sao, nhưng mà làm đến cao thì mới sợ thôi. Thì 8 giờ rồi vẫn chưa thấy em Sử lên đây. Không biết là em Sử đang ở dưới nhà làm cái gì. Bây giờ thì cháu Đức sẽ di chuyển đi xuống dưới nhà của em Sử xem là bao cháu đang làm cái gì. Hình như là hôm nay là không có đi học này các bác này. Hôm nay là em Hải không có đi học. Ôi ông thì thấy chỗ Lực lên đây thì cũng lên trên này rồi các bác. Bên nữa chứ. Ờ. Sư ta Hải đấy. Bóng hồn này. Bóng hồn này, bóng hồn này dưới này. Thế ông thì thấy chỗ Lực lên trên này thì ông mới lên các bác. Ôi cẩn thận chứ. Ôi. Cái bạn kia là sắp ngã rồi đấy các bác. Đấy, buổi sáng sớm vừa mới lại ra mà các con của nhà chú của em Hải với Sử là phải lên trên đồi để lấy củi về dự trữ đến mùa đông sắp tới rồi các bác. Đến mùa đông thì phải nói là ở trên vùng cao này rất là lạnh các bác, khi mà nhà mình không có một cái máy sưởi nào, chỉ hoàn toàn sưởi bằng bếp củi thôi. Hải ơi, Sử ơi, đang chuẩn bị đi đâu à? Làm gì đấy? Cắm lợn à? Dậy lâu chưa? Lâu rồi. Cho lợn ăn à? Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay là không có đi học đúng không? Hôm nay nghỉ ạ. Hôm nay nghỉ à? Vâng. Hôm nay là cô giáo cho nghỉ là mình tự nghỉ? Cô giáo cho nghỉ ạ. Cô giáo cho nghỉ à? Vâng. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ông thì vừa rồi lên trên rồi đúng không? Vâng. Đang cho lợn ăn à? Cho hết rồi. Sáng nó cắm lợn à? Sáng nó cắm lợn à? Vâng. Sáng nay lên trên tí nào chưa? Chưa. Chưa à? Phải nói là trong thời gian sắp tới thì ở một cái ngôi nhà mà phải nói là rất là lạnh các bác. Nếu mà trong nhà không có một cái máy sưởi nào ấy, sưởi mình gọi là sưởi thì mình chỉ có đi ngủ thôi. Như ở đây cái ngôi nhà này thì ba ông cháu còn đi vào trong lấy củi về để sưởi ấm được.
Hãy thời tiết mùa này thì phải nói là sáng sớm lên trên chỗ cao nhất ngắm được những cái biển mây mà phải nói là cực kỳ là đẹp, đúng không cô bác? Bây giờ mà hôm nay cháu được quên mất là không cầm theo flycam. Nếu mà cầm theo flycam bây giờ bay xuống dưới để ghi hình cho cô bác anh chị một cái thước phim ngắn. Đây là một cái hình ảnh nho nhỏ về những cái biển mây ở trên vùng cao này cô bác. Nhìn trong phải nói là rất là đẹp. Đây ở đây thì không cần cháu được phải nói nhiều, cô bác nhìn và xem thấy thì cũng đã biết rằng là rất là đẹp rồi. Ở trên nhà của Hải là sáng sớm dậy ra là nhìn thấy cái biển mây kia rồi nhỉ? Thấy ngôi nhà mình to chưa? Thấy ngôi nhà đẹp Nhật Bản chưa? Rồi à? Dép hôm nọ là hơi chật Hải một chút à? Đáng nhẽ ra là đến hôm qua là anh chở vật liệu là phải sáng nay là lấy xi lên cho cháu lực được rồi. Nhưng mà anh ấy đang đi trên đường, rất là không may là xe anh ấy bị hỏng không bác. Thành ra là anh ấy phải ở lại một buổi để mà sửa xe. Ở đây thì xe anh ấy nói thật với cô bác là cũng thủng lốp ấy. Thành ra là phải gọi xe cứu hộ lên. Mà xe cứu hộ từ bên tỉnh khác vào thì rất là xa. Ôi, ông vừa rồi đi đâu rồi nhỉ? Ông vừa rồi đi đâu rồi? Không biết à, vừa rồi thấy ông lên đây rồi. Làm xong giàn giáo rồi anh Thanh? Rồi giải ván rồi à? Ném cái lên là tiếp tục xây rồi à? Này để tầm bao nhiêu tấm ván anh? 3 tấm. 3 tấm ván à? Giờ gạch lại bên này ném lên à? Sau này thì cùng ông ngủ hay là anh xử ngủ? Chắc là cùng ông xử ngủ. Cùng anh xử ngủ thôi à? Thế ngủ phòng bên dưới hay ngủ phòng trên bên trên? Không biết rồi. Không biết rồi à? Đến lúc anh làm xong mới biết nhỉ? Như này thì sắp được vào ở rồi đấy. Đi học thì bạn bè có nói là mình có sắp có nhà mới không? Dạ. Rồi á? Dạ. Bạn bè nói với em như nào? Thì em bảo là sắp làm được rồi. Là sắp làm được rồi à? Dạ. Em có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ có nhà mới như này để ở không? Không đâu. Không đâu à? Dạ. Phải nói là xin cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều nhỉ. Dạ. Các bác đã cùng nhau đóng góp cho mình những cái giọt mồ hôi của các bác để gửi cho tới cho hai anh em mình cũng như là ông có một cái ngôi nhà mới để ở. Dạ. Đấy. Năm nay thì vào ngôi nhà này thì sẽ rất là ấm áp rồi. Đây, mặc dù là ngôi nhà cũ cũng phải nói là rất là xuống cấp rất là nhiều rồi nhưng mà không có đến nỗi là hỏng hóc nhiều cả. Ngôi nhà của ba ông cháu hiện tại thì có thể được 1 tới 2 đời người luôn cô bác. Ở đây thì cháu Lực cũng sẽ nói hơi thô một chút. Làm nhà xây như vậy thì nó sẽ chắc chắn hơn nhà gỗ
rất là nhiều. Ui, những cái cột này thì chú để cẩn thận nhá. Những cái thanh này nhiều đinh lắm ấy. Chói rồi. Đấy, phải nói là cái góc này bây giờ mặt trời đang lên trên kia thì khá là chói anh nhỉ? Ừ, hơi chói đấy. Ờ. Đấy, ở đây thì các anh xay, các anh vẫn còn dùng cái tấm những cái tấm vỏ bao để các anh để dưới xong mà để hót lại cô bác để cho tránh là tốn kém cái phần vật liệu, cái phần vớ này. Đấy, bây giờ hiện tại là đặt thêm 2-3 viên gạch nữa thôi là cái phần bức tường và cái khung nhà của ba ông cháu thì sẽ hoàn thiện rồi cô bác. Đúng không anh? Đúng rồi. Hôm nay thì đội thợ mấy anh em mình sẽ làm về cái gì anh hôm nay? Hôm nay thì đội thợ sẽ hoàn thành cái phần xây cái tường xung quanh với lại xây thu hồi. Vâng. Anh gửi một lời chào tới các bác ở trên kênh em được không? Đây, từ anh cầm cái này nói mới nói được. Vâng, cháu xin chào tất cả các cô dì chú bác đang theo dõi kênh của bạn em của em Lực ạ. Vâng. Đây Happy. Anh phải nói là thưa các bác anh chị, các anh thợ thì cũng là người ở trên vùng cao cả, mỗi tội là mấy anh em mỗi người một thôn khác nhau. Nhưng mà sau một quá trình mà thời gian mà mấy anh em làm việc với nhau thì phải nói là rất là hiểu tính nhau, khi mà trong cái quá trình làm các anh cháu Lực không hiểu chỗ nào thì các anh đều nói và tư vấn cho cháu Lực rất là nhiều. Hôm nay hôm qua anh Thanh là đi về nhà đúng không? Ôi, tung gạch lên à anh? Bắt được ấy nhở? Chơi máy tơi cái loại này. Ui. Đây một người ở dưới tung lên cho một người trên này bắt các bác phải gần tung hơn gần 2 mét. 3 mét đấy chứ, bức tường là 3 mét rồi. Tung này có gạch có vớ không đây? Ui. Bây giờ em cứ nhìn. Chuyên nghiệp như thế này cơ mà. Bây giờ em cứ nhìn là tí viên gạch nào rơi xuống thì anh em sẽ biết là chuyên nghiệp rồi đấy. Cứ một viên là 5.000. Đây thì những cái nhà cao tầng phải nói lên tầm độ 3-4 tầng thì mới dùng phải dùng đến máy tơi. Còn những công việc mà ném gạch lên này hầu như là đối với các anh thì rất là thuần thục rồi cô bác. Cô bác có thể nhìn thấy là cái cách của anh Thanh cầm những cái viên gạch thì đã biết rồi. Như kiểu là một cái nghệ nhân hay là một cái đang là một cái người thợ mà biểu diễn xiếc hay là gì ấy cô bác. Có bao giờ tung được 3 viên liên tiếp không anh? 3 viên chắc đứa được 2 viên rồi nhở? Một viên còn lại là để... Ấy, thật à? Ấy! Tung lên được 3 viên luôn này các bác này. Đấy là những cái kỹ năng ở trong cái nghề xây dựng của các anh đều có sẵn vào trong người của mình rồi. Thành ra là các anh mới làm được những cái như vậy. Hay từ nãy cháu Lực ghi hình lên thì cũng có phải là gọi là tầm độ gần 100 cái viên gạch rồi. Nhưng mà chưa có rơi viên nào các bác. Anh có làm được không? Là chứ. Làm được à? Ủa cái đấy chuyên nghiệp rồi. Ngày xưa tung suốt. Có ngày xưa mà mới đầu mà mình tung thì có làm hay làm vớ gạch không? Có chứ, tung nó kiểu nó quay quay ấy. Nó quen thì nó. Nhưng mà nó cái người mà tung lên thì cũng phải là tung một cái cách mà gọi là điêu luyện. Điêu luyện đấy đúng không?
nó mới không có. Còn tung lung tung là không bắt được đâu. Đấy, bây giờ thì hiện tại là các anh đang thu hồi nóc rồi các bác nhá, rất là nhanh. Anh chỉ thu hồi nóc là hai bên thôi, còn cái phấn chỗ cho lực ở thì sau này sẽ làm một cái kèo chữ A ở đây này các bác này. Đấy, ở đây thì không phải là cháu Lực tự tưng bốc cái ngôi nhà đầu tay và đầu tiên của cháu Lực đâu cô bác. Mà cháu Lực cảm nhận được rằng là cái ngôi nhà thế này, cái ngôi nhà này thật sự ra là rất là đẹp rồi cô bác. Đấy, khi mà cháu Lực nghe theo, khi mà cháu Lực được những ý kiến của các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân nhắc nhở cháu Lực thêm để cho cháu Lực hoàn thiện cái bản thân mình nhiều hơn. Đấy, thì có thể là cái ngôi nhà này, ngôi nhà đầu tay của cháu Lực thì có vẻ đây là nó sẽ hơi gặp khó khăn về cái phần gọi vật liệu này. Thí dụ như mọi cái trong cái quá trình mà mình đang thiếu những cái đồ dùng gì, cái cuốc, cái xẻng hay là cái bay. Nếu mà có thêm những công trình đằng sau thì cháu Lực sẽ đúc kết ở những công trình đằng trước, đi vào những công trình đằng sau thì mọi chuyện nó sẽ ổn thỏa hơn và trôi chảy rất là nhiều các bác. Chuẩn bị dứa giáo rồi anh. Xong thì phải chuyển chỗ thôi. Nếu hỏi đủ, nó thèn tông rồi lại vào ngô. Ba. Này ơi. Ba đi mít không ạ? Mít đi mà mà. Bây giờ làm luôn ở bên này anh. Bây giờ lại làm cái giáo qua đây. Xây thu ở bên này. Vâng. Hôm nay thì có thể là mình thu hồi được hai cái nóc ở đây anh nhỉ? Mới nửa dưới thôi rồi. Vâng. Chiều không có gì làm nữa đấy. Chiều ghép vào trên này này. Đấy. Nói thật là hôm qua nếu mà xe anh kia không có hỏng thì sáng nay tới rồi. Nhưng mà xe anh bị hỏng dưới đường, thành ra là những cái việc đấy thì mình cũng không thể mong muốn được. Áo này ấm không? Có. Hả? Có. Bắt hay cho Hải đi ở với anh không? Hả? Căng. Này nó buồn mới nga thấy. Tiếng Nga lẽ thì cái thằng chó. Đi thật lố nào, nhưng nó phải chắc. Đây. Hay dùng chơi, mới khoan mũi dùng nào tôi xứ. Thôi đấy, chiều nay chắc có khi mình lại phải đi lấy cây trống rồi đấy. Vâng. Cây trống bây giờ hết rồi. Bây giờ thì chỉ làm cây lọ mình đi lấy thì đủ để làm giáo thôi, còn cây trống thì chưa có. Chú đi xa xa đi, đấy. Này.
Ô, nước này không có lạnh máy đây nhỉ? Bây giờ thì hiện tại là chỉ xây đến 3 mét thôi các bác. Trước kia lúc đầu mới lên làm thì tôi lúc cũng đã nói rồi, là cái phần tường là xây đến 3 mét là mình thu hồi được rồi. Cháu Lực cũng đọc được một số ý kiến và một số bình luận ở trên kênh nói rằng là mình làm nhà bếp ấy nó hẹp quá các bác. Có thể là trong lúc mà cháu Lực đang quay và ghi hình thì cái ngôi nhà và cái ngôi nhà, cái phần bếp nhìn thấy sau trong nó rất là hẹp, nhưng mà đến lúc mà mình làm xong, ví dụ như ở phần phòng khách kìa, lúc đầu mà chưa có xây tường lên thì có vẻ như là một cái ngôi nhà nó phòng khách rất là hẹp, nhưng mà bây giờ mình xây tường mọi cái lên rồi thì mới nhìn thấy được rằng là cái ngôi nhà của nó rất là cao và bên trong thì rất là rộng. À, hiện tại thì các anh đang làm một cái dàn giáo để mà làm cái phần là thu hồi nóc rồi các bác. Sư có thấy nhanh không? Hả, à, nhanh nhỉ? Ở đây thì cháu Lực cũng lên trên này cũng chỉ biết là nhìn các anh làm xem là có đúng cái bản vẽ trong lúc mà mấy anh em ăn nói không, và cũng xem là cái chỗ nào mình cần sửa hay không thì mình có thể là mình sửa luôn. Còn là em Hải với em Sử thì chỉ cũng có thể là lên đây để mà nhìn thôi. Còn Sử thì lớn hơn thì có thể là phụ được các anh việc nào thì hay việc đấy cô bác. Ở đây thì mặc dù mình đã hiện điều hoàn toàn là khoán cho các anh thợ rồi, nhưng mà mình cũng phải có trách nhiệm đối với lại cái ngôi nhà mơ ước của mình một chút. Ở đây thì không tự dưng là mình có cái ngôi nhà này cả. Các cô bác anh chị theo dõi được những thức phim ở trên kênh, yêu mến rồi thì mới cùng nhau là đóng góp ra cho bao cháu có một cái ngôi nhà mới hơn, hiện đại hơn. Những cái ở đây là những cái giọt mồ hôi công sức của cô bác anh chị cũng đi làm và mới có được những cái đồng tiền để gửi cho các em, chung tay cùng nhau gửi cho các em Hải với Sử với ông để có một cái số tiền mà gọi là khá là lớn để đủ cho các em làm một cái ngôi nhà. Hay khi mà cháu Lực chia sẻ những cái thức phim này lên thì cô bác anh chị đã cũng đã biết được rằng là ngôi nhà của bao cháu hiện tại là đang làm đến cái vấn đề nào rồi, tới mức nào rồi. Hiện tại thì cháu Lực cũng có thể là hơi nói đi nói lại một chút cô bác, nhưng mà cứ tốc độ mà thời tiết mà ủng hộ như này thì độ tầm hơn 15 ngày hay là nửa tháng đến một tháng thì ngôi nhà của bao cháu sẽ hoàn thiện tất tần tật, và mọi cái đến lúc đấy thì cháu Lực lại bàn giao cho gia đình và công khai số tài chính, xong là đi chia sẻ những hoàn cảnh khác lên để cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng biết và lại cùng nhau chung tay đóng góp giúp đỡ được những hoàn cảnh đó. Có thể là không giúp đỡ được những hoàn cảnh khác một cái ngôi nhà, nhưng mà cũng có thể là giúp cho hoàn cảnh khác nó thay đổi hơn và nó có thể là sửa sang lại cái ngôi nhà hay là như thế nào đó cô bác. Đến chiều nay thì mấy anh em lại tiếp tục công việc là đi lấy cây chóng rồi. Nó bảo là với con bé. Bé à? Đi lấy cây vầu ấy. Không phải đâu. Hai cây đá? Phải mà. Hai cây đấy được à? Hai cây này được rồi. Hai cây này thôi. To bé đâu à? Đi cái gì nhìn xuống ta nè. Mà nam ấy nè. Chặt được mà, nếu là của mình ấy. Nếu của mình chặt hai cây này được. Là của... To quá. Cứ
cứ chặt tận gốc nó, mai mai này lấy tận dụng lấy trống luôn hả? Cái này mấy nữa được hai đoạn trống rồi còn đâu nữa. Cái đấy chặt khó nhỉ, nó dính vào nhau rồi đúng không? Vâng. Nhấc nhấc chân nó sang bên này thôi. Vâng. Đứt hết chưa? Hết rồi. Đứt rồi chú ạ. Bây giờ nhấc chân nó ném qua bên này chú ạ. Hết rồi. Còn. Này hết rồi, này. À, ừ. Tí vào nhà vệ sinh chú đấy. Dạ. Tí cây đổ vào nhà vệ sinh chú đấy. Sửa đâu? Từ từ nha, sửa ơi. Để ý nha, nó đổ xuống ấy. Vâng. Đi dịch vịt ra bên trên đi. Nốt cây lên. Chưa, đưa dao đây, cầm đây. Đây chú đo đi. Đo xong rồi lấy mấy nữa chú tận dụng cây, cây này lấy cây trống luôn nha. Hẳn 5 mét đi nhỉ. Đấy, cắt này. Bên này, bên này. Chú đo cây này luôn đi, để con cháu chặt luôn. Cây đâu về? Chơi á? Thấy vừa vác gì xuống này? 3 mét lỗ. Rồi chú. Mà lít tôi phải mày là cái này chơi. Nên này. Từ từ. Sứa ơi. Em cứ vót cái cây này cho anh kia đi. Cây này cây nhỏ nhỏ đây mà đây. Lấy hết cành nha. Cái cây này mấy nữa lấy cây trống cũng được. Cái này anh chỉ lấy buộc dây chéo thôi đúng không? Thế lấy cây bé cũng được mà đúng không? Vắt hết
cành đấy là được. Đi nhắc đầu đấy đi. Hộ anh tí. Ở đây thôi mà. Rồi thì sử cũng đi chặt thêm một chút cây giàn giáo về đúng không? Cái kia là cây xay sao nhỉ? Thì, bên này xem chỗ anh Thanh xem là anh ấy làm dàn giáo tới đâu, xem là được xây chưa. Đấy, bây giờ hiện tại sắt 6 này với lại sắt 8. Lại thêm đây có mấy cây phi 14 nữa. Thì mấy nữa sẽ để làm cái phần rằng ở trên này các bác. Phần mái. Phần mái hiên, mái hiên. Đấy. Ê. Cái dàn giáo của các anh thì hoàn toàn là làm bằng cái cột tre nứa cả các bác ạ. Ở đây thì có mấy cây tre cây nứa của bác này, nó có thể là nó nghiêng sang nhà rồi. Sợ là sau này mưa dày gió to nó thổi về nó sẽ gãy. Thank you.
Công việc của mấy anh em thợ cũng như là cháu Lực đến hôm nay thì cháu Lực sẽ chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Hiện tại thì các anh đã làm thêm cho mình là những cái dàn giáo rồi, chuẩn bị là thu hồi nóc rồi cô bác. Cái thời lượng thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Lực sẽ tiếp tục là cập nhật cái tiến độ của nhà ba ông cháu tới cho cô bác anh chị là cùng nắm gió. Còn là cái thức phim hôm nay cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bán Em. Xin chào các bác anh chị.